Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động, bản thường nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động, bản thường này đại lý chúng em đang bán cho em với giá như nào và có những tính năng option, có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính tốt nhất, cũng như là những tính năng option của nó phù hợp với nhu cầu sử dụng mình không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe, với giá niêm yết nó đang là 460 triệu ạ, nó sẽ là giá tính thuế cho em nhé. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 440 triệu đấy ạ, tức là giảm giá cho anh em 20 triệu tiền mặt ạ. Ngoài ra sẽ tặng cho anh em là 15 triệu phụ kiện nữa nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động bản thường này lăn bánh nhân nội giờ đang là 534 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 504 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 522 triệu đấy ạ. Đó trên một phần giá xe cũng như tổng lăn bánh thì luôn luôn cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em. Còn nếu mà anh em là muốn được review xe hay là tính tổng lăn bánh hay là giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam của các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, tiếp theo là những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động bản thường thì em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể nó dài đang là 4m305, rộng là 1m670, còn cao thì đang là 1m515 nhé. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài 2m550, còn khoảng dáng gầm xe của chiếc xe này thì đang là 17cm nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Astra này thì mặt lưới ca lăng nó sử dụng ngôn ngữ của Mitsubishi, nó thể hiện sự rất là khỏe khoắn, sang trọng và rất là thể thao nhé. Phần mặt lưới ca lăng của nó thì được có cái thanh nẹp chrome này. Thanh nẹp chrome rất là sang trọng đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của nó sẽ là đèn LED projector đấy ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen, phản xạ đa hướng thôi nhá. Đó. Nó sẽ có cụm đèn phía trước này, nó sẽ có thêm đèn LED ban ngày này. Đây, đèn LED ban ngày đấy nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe bản Astra này thì sườn xe của nó được dập lỗ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và rất là sang trọng nha. Còn tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em về bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Vành của nó sẽ là vành 15 inch nhé. Vành của nó sẽ là vành màu bạc đen và màu bạc trắng á. Đó. Phanh đĩa, phanh trước sẽ là phanh đĩa, phanh sau thì sẽ là phanh tăng trống anh em nhé. Đó. Vành của nó sẽ là vành 15 inch đấy ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, nó đèn LED ạ. Bàn này sẽ là có chỉnh điện và gạp điện nhé. Chỉnh điện và gạp điện đấy ạ. Còn đây là phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của nó sẽ là cùng màu thân xe. Thế em thì đánh giá thì tay nắm cửa bản này thì nó thiết kế khá là cổ điển. Nó không cử sự gọi là sang trọng, không sự là gọi hiện đại nhé. Nếu mà tay nắm cửa có mạ chrome thì tuyệt vời hơn rất là nhiều ạ. Đây, tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng nhé, sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ. Có anten của nó sẽ là anten dạng mây cá. Đây, còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của bản Astra bản này thì em đánh giá nó rất là tuyệt vời. Sự thiết kế của nó là thiết kế nhìn rất là thể thao và nhìn rất là lịch lãm ạ. Đó. Còn đây là phần cụm đèn của nó này. Cụm đèn của nó sẽ là đèn halogen nhé. Đèn halogen đấy ạ. Đó. Đèn gầm của nó cũng thiết kế nhìn trông nó rất là góc cạnh. Nhìn rất góc cạnh luôn nhé. Phần đuôi xe, tổng thể phần đuôi xe đằng sau ấy thì là thiết kế nhìn thể thao hơn. Và nó có được thanh nẹp chrome ở chính giữa này, giúp cho nhìn chiếc xe nhìn trông nó sẽ rộng hơn rất là nhiều nhé. Đó. Ok, giờ em sẽ sang phần cốp xe em giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về phần cốp xe nhé. Cốp xe của chiếc xe Astra này thì cốp nó rất là rộng này. Cốp rất là rộng nhá. Nhưng mà hàng ghế thứ hai của nó sẽ là không thể là không gặp được nhá. Hàng ghế thứ hai không gặp được, mình sẽ để đồ dài, đồ rộng và đồ to mình sẽ khó để hơn. Đây, tiếp theo về bên trong em sẽ giới thiệu cho anh em này.
về nó sẽ có lớp cục, lớp phụ này. Lớp sơ cua của này thì nó sẽ là vành sắt nhé, nó không giống như bốn lớp chính á, và có sẽ có bộ đồ tháo lốp ở đây này. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mức tiêu hao nhiên liệu nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của bản số tự động bản thường này thì trong đô thị đang là 6,47 lít, trung ngoài đô thị thì đang là 4,71 lít và kết hợp trung bình thì đang là 5,36 lít nhé. Đây em giới thiệu cho anh em về phần nội thất nhé. Nội thất của chiếc xe Astra này thì nội thất toàn bộ rất là màu đen, tạo ra không gian nội thất nhìn trông nó rất là lịch lãm ạ. Về phần ghế của nó sẽ là được bọc da nhé, sờ rất là mềm mại đấy ạ. Và ghế thì ngồi rất là ôm ghế nhé. Ghế sẽ được chỉnh cơ đấy ạ, ghế chỉnh cơ này. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng ba chấu này, được bọc da, sờ rất là mềm mại nhé. Đấy, tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, và bên này sẽ là cruise control, đó chính là ga tự động nhá. Đó. Còn bên mặt đằng này thì sẽ có như sau, đó chính là có đây là điều chỉnh mặt gương này, bốn hướng này, và bên này sẽ là chìa khóa thông minh smart key nhá, được để bên này này. Đó. Còn đây em sẽ giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Bên cánh cửa của nó sẽ là toàn bộ là màu đen hết nhá. Khoang để đồ nhìn rất là rộng rãi. Còn đằng này sẽ có các cái nút bấm như sau. Còn đây là khóa kính này. Lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa này. Riêng ghế lái sẽ có là tự động lên và xuống, tự động lên xuống nhé. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để thắt để giới thiệu cho anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em nhé, đó chính là phần đầu tiên về chìa khóa của nó đây. Đây là chìa khóa của chiếc xe Astra nhá, khá là cơ bản thôi, em cũng đánh giá nó sang trọng thì cũng không anh khóa sang trọng đâu ạ. Đây là biển xung quanh được mạ chrome này. Đấy, smart key nhá, giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây, đây em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Mitsubishi Astra. Thì em đánh giá lại bản này thì nó cũng khá là bắt mắt nhé. Và phân khúc hạng B như này thì em đánh giá nó là khá là bắt mắt và khá là đầy đủ các thông tin. Còn đây là vòng tua động cơ này, ở đây là công tơ mét này. Còn đây là biểu bảo đèn cảnh báo, đèn màu vàng, màu đỏ như này là đèn cảnh báo nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó cơ bản thôi, nó không có cái chế độ auto nhé. Auto là gì nhỉ? Tự động bật sáng trời tối. Khi hầm tối nó sẽ không có chế độ auto. Cần gạt mưa thì cũng như vậy ạ, nó sẽ không có cái chế độ auto nhé. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí của chiếc xe Astra. Bản này thì nó sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch nhá. Màn hình cảm ứng 7 inch đấy ạ. Đó. Có đàm thoại rảnh tay mình để trên đây luôn này, có điều chỉnh âm lượng này và có rất nhiều các tính năng. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm hệ thống điều hòa của nó này. Điều hòa của chiếc xe này sẽ là điều hòa tự động nhá. Đây chuyển chữ auto này anh em. Tự động nó sẽ điều chỉnh tốc độ gió và một hướng gió theo một cái nhiệt độ mình đặt sẵn nhé. Đấy, đây điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, các chế độ hướng gió này, tốc độ gió này, đây này. Đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này có gì nữa không ạ? Có này thì chỗ nào này để cổng sạc điện thoại này. Đấy. Cổng USB đây nhá, không phải cổng sạc điện thoại đâu ạ, cổng USB ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hộp số của nó này. Chiếc xe Astra bản số tự động này nó sử dụng hộp số tự động vô cấp nhá. Cần số nó sử dụng là cần số zig zag đấy ạ. Đó. Đây, phía dưới nữa thằng này thì em sẽ giới thiệu cho anh em này. Nó sẽ có tựa tay trung tâm thì ở đây cũng khá là nhỏ thôi, khá là cơ bản thôi. Nó chỉ là cái tựa ở đây, bọc da nhá. Còn đây sẽ giới thiệu cho anh em về các cái cửa gió điều hòa này. Cửa gió điều hòa của bản này thì em cũng đánh giá nó không phải là quá đẹp đâu ạ. Nó khá là cơ bản thôi nhá. Đây là cái cửa gió này. Đây. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu, cũng không có gì là đặc biệt cả, nó chỉ là gương chậu đơn thuần bình thường thôi, nó không có chống chói tự động hay là không có la bàn. Bản này thì cũng không có gương cái gạt mưa tự động đâu nhé. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó thì cũng cơ bản thôi, không gì quá đặc biệt cả, nó luôn luôn thì đóng này hoặc mở cửa từ sáng hoặc luôn luôn sáng như này nhá. Đó. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng này, không có cửa sổ trời, màu nó là màu ghi nhá. Ok, giờ sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là hàng ghế thứ hai là được màu sẽ là màu đen và bọc da nhìn rất là sang trọng nhá. Hàng ghế thứ hai nó sẽ không được gập được 60-40 đâu ạ. Ở giữa thì bản này đã có được, đó chính là có cái tựa tay trung tâm nhá. Đây em đi sâu vào bên trong này. Đây em kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi nhá. Và chiếc xe này thì rất là rộng nhá. Ngồi hàng ghế thứ hai rất thoải mái luôn này. Em cao 1m80 này, thừa đúng một găng tay luôn này. Đúng một găng tay luôn này, rất thoải mái luôn này. Đó. Đây, hàng ghế thứ hai của nó sẽ không có thêm được cửa gió thằng ghế thứ hai đâu. Nó cơ bản này thôi. Đó.
Rồi em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên nhé. Đây, tổng quan về người hàng ghế đầu tiên đây. Em đánh giá hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Astra như này thì nó khá là đẹp, khá là cơ bản về một chiếc xe hạng B, hạng rẻ của hạng B nhá. Đấy, thì tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ? Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, giờ sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về phần động cơ này. Động cơ của chiếc xe Astra là sử dụng động cơ 1.2 nhá. 12 van, 3 xi lanh thẳng hàng ạ. Nó sử dụng động cơ DOSC nhá, trục cam kép đấy ạ. Với công suất cực đại nó đang là 78 trên cho 6.000 vòng nhá. Còn moment xoắn cực đại của nó đang là 100 trên 4.000 nhá. Đấy. Còn tiếp theo sẽ giới thiệu cho anh em về chi tiết về bên trong này. Đây. Đây sẽ là có đây là nước rửa kính này. Nước rửa kính này, động cơ này. Động cơ nó động cơ 3 máy thôi nhá, 1, 2 và 3. Đó. Còn đây là ắc quy của nó, ắc quy của nó sẽ là ắc quy ướt nhá. Đây là phần cầu chì này. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh nhá. Giờ em sẽ quay cho em về tổng thể này. Ok, giờ em sẽ quay sang phần tổng thể, giới thiệu cho anh em về tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Astra bản số tự động bản thường. Thì em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Ok, giờ em sẽ giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Về những tính năng an toàn của chiếc xe này, về phần túi khí nó sẽ là có hai túi khí cho em nhé. Đấy. Về các tính năng an toàn nữa gồm có phanh ABS này, cân bằng phân bố phanh điện tử ABD nhé. Bản này thì sẽ không có là hệ thống cân bằng điện tử xe ASC này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA cũng không có nhé. Và hỗ trợ khởi hành dốc thì nó cũng sẽ không có luôn. Có sẽ có điều khiển từ xa này, mã hóa động cơ chống trộm này. Có camera lùi nhé. Đó, nó sẽ có camera lùi đấy ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là tổng chi phí lăn bánh và các cái tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động bản tiêu chuẩn rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là tính năng option của chiếc toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau. Ok, vậy thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.